trong cuộc sống, thuật ngữ một tá được sử dụng khá phổ biến như một tá bút, một tá trứng. Thậm chí, tá còn được sử dụng trong các bài toán bậc tiểu học, khiến các cháu bối rối. Vì trên thực tế, ở mỗi địa phương lại có cách sử dụng khác nhau. Tá là đơn vị tính số lượng được sử dụng phổ biến tại Việt Nam. Còn các nước khác thì không sử dụng đơn vị này. Một tá tên gọi khác là một cốt, được xác định bằng 12 cái. Lấy ví dụ, khi ta nói một tá bút tức là 12 cái, một tá trứng tức 12 quả trứng, hoặc 5 tá thước kẻ sẽ bằng 5 x 12 bằng 60 cái thước kẻ. Bài tập toán hay được sử dụng bậc tiểu học. Bạn Tùng mua 3 tá bút hết 36.000 đồng. Hỏi bạn Hạnh mua 8 cái bút sẽ phải trả bao nhiêu tiền? Lời giải như sau, bạn Tùng mua 3 tá bút mà một tá bằng 12 cái bút. Như vậy, 3 tá sẽ bằng 3 x 12 bằng 36 cái bút. Tùng mua 36 cái bút này với giá 36.000 đồng. Vậy nếu Tùng mua một cái sẽ phải trả 36.000 chia cho 36 cái bằng 1.000 đồng. Như vậy giá bút sẽ bằng 1.000 đồng một cái. Hạnh mua 8 cái bút mỗi cái bút 1.000. Vậy Hạnh sẽ phải trả người bán hàng số tiền là 8 x 1.000 bằng 8.000 đồng. Đáp án của bài toán là 8.000 đồng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hữu ích nhớ cho mình một like, một lượt đăng ký. Xin chào và hẹn gặp lại.